quay mình sẽ làm một clip với con tên là chơi map sinh tồn của mình nhá. Thì mình đang làm đây sinh tồn một block. Được mà con là tà úi. Mình nhớ hết, mình xem hết kênh. Lúc đấy là mình thích kênh lắm. Ok. Mình phải đi kho. Tại vì mình bắt cua bà rồ rồi. Ê ê ê. Ui ghê. Không sao các bạn ơi. Lúc không lọ thì lúc đấy là video mình chơi map bắt cua Kamui này, nhưng mà lúc đấy là mình đầu tiên chơi Mewgua lên là nó mình thử xem nó có giọng không. Rồi, ok. Mình chưa chết. Ok. Xích chặt. Sao những có cái tảng đá này chắc chủ phòng xây quá mệt. Chủ phòng xây được á. Thì lúc hôm nọ thì mình cũng không thắng cái này bây giờ cũng map này cũng dễ với khoa rồi. Dễ thôi. Bây giờ dễ rồi. Lúc hôm nọ thì cay cú lắm. Lúc đấy là mình quay cái video này mình suốt ngày. Úi dồi ôi, khó quá. Ok, mình chơi cái này luôn để cho nhanh. Anh ơi đi hả? Liên vui. Để mình thử bám tường xem bây giờ mình bám tường kiểu gì. Ôi, không bám được. Không bám được nha, mình không biết bám đâu. Anh âm. Ok, mình đi đường khó. Sợ rè. Ấy, cứ tưởng hồ sinh. Úi dồi ôi. Dễ chưa. Ấy, hồ sinh cái. Ơ sao mình thấy từ lúc không lọ nó lại xấu tư. Chủ map cho kiểu gì đấy. Chủ map em anh em mưa đi vừa đi vui em có mời anh thì không xì là xin với miệng. Hui ấy sao cứ bị cái này hơi bị khó này. Mặc dù mình hơi gáy nhưng mà mình lại quan tâm đến các bạn. Ok ghê. Chơi đi. Mình mới biết 15 máu, cái này không tính nha. Mình đang chơi ở đấy. Ok.
Ê, sao lại có bể bơi ở kia kia? Tại vì sử dụng hai cái bấm nhảy. Ok, được rồi. Báo tường. Ok, được rồi. Ai mà chưa biết bấm tường thì thì lúc không lúc mình chơi cái map này ấy thì mình chưa biết bám tường, lúc đấy là mình chưa biết bám tường nhá. Mình còn lâu. Cái video mà bắt cu khoa hoàng hậu một đầu tiên ấy thì mình có chơi cái đấy, mình biết bám tường rồi. Nhưng mà cái đấy mình quay sau, lúc một ngày trước mình chưa ra video đấy đấy thì sao mình lại skin này đây? Thì lúc hôm qua, lúc đấy là mình chưa quay cái video đấy, mình đã biết bám tường ở điều khoản mẹ ở tài khoản khoa hoàng hậu đấy. Đấy, lúc đấy là chưa ra video. Chưa gì là khóng. Yeah! Ba mẹ nó. Trời ơi, cái quân mẹ gì đây? Trái tim rộng lớn đã vỡ ra rồi em. What the? Một kiểu ngang ngoài ngôi xinh đen lén lề ngoài what the? Ngôi xinh đen xinh xinh. Hụi hụi. Ok. Mình đi đường khó luôn. Ái chà. Ôi. Oh my god. Đi đường khó này đi. Cái kia thì nó dễ. Mình thích đi đường khó thì đường khó. Ấy. Hụi, ok. Hụi. Ấy à, thôi. Ôi bạn ơi. Hụi. Á. Hụi. Đây này. Đây, các bạn nhìn này. Đây nhá. Mình hướng dẫn cho các bạn nghe này, chủ phòng nhớ sửa lại đấy. Chủ phòng nhớ sửa lại. Đây nhá. Đây này. Các bạn nhìn này. Ở chỗ cuối cùng này. Đây này, ở chỗ cuối cùng ấy. What? Đây này. Nếu mà người ta không để ý thì đấy. Nếu mà của mình đâu. Ôi dịch giật. Sẽ bị rớt ở đây hay là bị chặn tường ở đây. Chủ phòng nhớ sửa lại để một tí ở kia. Nhưng mà thôi, cũng tạm. Thì cái map này ê, ui, ảo thật thấy. Ơi, mình lỡ không hộ sinh. Hụi. Không sao, mình bắt cua pro mà. Hụi. Đấy, oh my god. Bé bông. Bé bông đi ra. Ok. Ê, còn hai máu bạn nhìn thấy. Ok. Một máu. Thì cái này thì vượt qua mấy level lên là mình sẽ không đâu. Mình là người bắt cua pro mà, nên là mình sẽ làm chế độ khó luôn. Ok. Đây là mình nhớ đường, mình nhớ đường. Rồi. Đây này. Ê, mình biết không phải nhảy nhá. Đây nhá. Đấy. Bám tường vào. Úi. Ai. Ai nhà chủ phòng sửa rồi. Rồi có lá cây ở đây này các bạn. Ok. Ghê.
vẫn là một máu à? Ui! Vẫn là một máu các bạn ơi. Từng 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 ôi có. Cái này dễ mà. Ui, ê, 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 ê. Còn mèo mèo. Mèo mèo. Này, cái này cũng một máu này, mình nhớ đường nhá, mình nhớ đường. Đây là ở trên đây này. Xuống dưới. Các bạn khi nào mà mình quên ấy, các bạn sẽ nhớ bình luận cho mình. Ai may mắn ấy chơi cái map này thì sẽ bình luận được. Ok. Bây giờ mình không quên. Mình phải quên cơ. Đấy, biết ngay mà. Mình không quên. Mình không quên luôn. Lúc khi chưa quay cái map này ở Mewa đầu tiên ấy thì mình chơi map này rồi, mình chơi đầy ở điều khoản ông đầy luôn. Ái nhỉ, đấy à, không skin được cả hồ sinh. Cái này mình vẫn nhớ nha. Ôi, ơi vẫn là một máu. Ái nhỉ, ok. Mình chưa chơi map này nên là cái này mình quên lắm. Ok. Vâng. Tôi biết ngay mà, tôi lại học sinh ở đây. Vâng. Còn cái đoàn tàu này nữa mình xem. Ui, ảo. Các bạn nhìn thấy ảo chưa? Nhớ bình luận cho mình. Ui, ảo tê. Mơ mắt luôn. Nè, 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 nè. Ui ôi. Ui, nó dịch chuyển gì mà nhanh thế. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui các bạn nhìn thấy tên này đấy, đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Uầy. Ơ. Gì đây? Ơ. Gì đây? Con gì này? À. Rồi xong phim. Rồi đấy, biết ngay mà. Rồi. Thì mình đã qua cái kia rồi, bây giờ mình sẽ thử cái này. Cái này cũng không hay lắm nhưng mà ở chỗ này thì mờ ảo. Đấy, chỗ này thì mờ ảo. Ôi trời ơi. Cái này còn mờ ảo hơn này. Của mình chấm là 10 điểm, còn map này là 9 điểm. Ok. Có lúc mình chấm 10 điểm luôn để cho nó nhanh. Okay.
Con ngoẹt ngoẹt ngoẹt. Đây là đường hầm của cá mui nhưng mà chưa xây. Nè. Nè. Ăn hết củ cá mui. Làm đi mà cậu ăn. Mình chưa làm mà có ăn. Chỉ làm đi với cậu ăn. Mình không làm thì đòi có ăn. Chỉ có biết ăn đâu. Ía. Không. Ui dồi ôi ngon đấy. Nhanh 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 nhanh. Thôi mình thấy video này dài rồi, các bạn hãy đừng quên like, share, subscribe nha. Thôi hết rồi.